Chào mừng các bạn đến channel của mình. Bữa nay mình lại chơi hai tờ 10 đồng nha. Lỡ trúng thì chơi luôn chứ sao giờ. Ok, giờ mình sẽ cài cho các bạn coi. Mình nắm mắt sẽ chú xịt nha mấy bạn. Vô. Vô mạnh nè, trúng lớn nè. Ok, con đầu tiên là con số 23. Kế tiếp là số 9. Và sau đó là con số 24. Giờ kế tiếp là 27. 25. Trời, số gì xếp dữ vậy? Đừng nói 29 nha. Ồ, 15. 15. Rồi mấy số sau đây mình sẽ trúng nha các bạn. Vô. Vô giống như hôm bữa 150 gì cũng được, 200, 300 gì cũng được. 19. 100, 10 đồng. Cái này không có all win ha. 25, 15, 100 đồng. Rồi xong. Yo, 14. 24. Yo. Vô mạnh đi chứ, gần hết lễ rồi. 28, 27 trên 10 đồng. Tại này chút ít chứ, 10 đồng gì? Dạ. 18. 50. Đó. 29, nãy kêu có 29 là té xỉu đó, giờ 29 là 500 luôn kìa. Nãy cho đây 29 là ngon rồi. Thứ 9 không? 10. 5 xỉ. 5 xỉ. 20. 10 đồng. Số này trúng ít luôn. Yep, 11. 17. 27 có, 17 không có. Trời. 500, má trúng một hàng 500. Ôi, xỉu á, số 6. Xỉu thiệt luôn á. 500. Số này số 9 này số 6. Xỉu thiệt luôn, trúng 500 là xỉu. Xỉu xong đi lãnh tiền không? Xỉu xong đi lãnh tiền chứ. Xỉu xong rồi phải tỉnh giấc rồi đi lãnh tiền chứ. 22. Trời ơi. 5 xỉ. 16. 5 xỉ. Trời ơi, tờ này 500 không? Ông thần tài đã bỏ quên mình rồi. Ông thần tài đâu rồi? Ông thần tài đã đi đâu rồi? Thần tài ơi, thần tài ơi, where are you? Thần tài đi về với con đi. 26, 25, 27, 25, 24, 23, 26. Ông thần tài ơi, 13, trời ơi em tú 15. Không, 15 rồi, nó nằm ngang xuống 15 rồi. 18. Giờ chỉ có chống bonnet thôi, 500. Bonnet đâu? Giống như cái hình này nè, là 500 thôi. Ở đây hả? Cáo đây hả? Cáo đây nè. Đây hả? Nếu có hình giống vậy, không đủ chống qua nè. Rồi xong. Cho tờ khác. Buồn ghê gớm luôn. Vậy thôi chứ sao bây giờ. Vô. Chào chú. 12. 11. 10. Đọc luôn cho. 16. Vô nè. Số 1. 23. 19. Con số yêu thích. Hôm nay sẽ có con 19 nè. 24 bên kia phải không? 16 là trúng. 16 là đi bụi. 16 là
26. Còn ra một chút. Mẹ mua cái ông đó, ông kêu quýt lắc quýt lắc. Thầy lắc bất thật. Lắc thì 23. Ê 23 chú không? 27. Trời tưởng 23 nhìn qua mắt luôn ấy rồi. 52. Trời trời. Trời. 25 tàu kia. Trời. Số 3. Trời. Hôm nay sao không khí nó không có số 9. Trời ơi ơi trời. Vô số 10. Năm sĩ. Ồ, năm sĩ nhiều hỉ. Vô 15. Trời. 20 đồng. Cũng không trúng luôn. Hên ơi. Đang có đổ quên đi. 28. Nè cầm con này nè, 19 nè. Hai chột. Cháy một nốt. Chỉ cái ngay con 20 luôn á. Số 8. 5. Thôi lấy 3 tờ nữa cho em cầm. Chơi luôn. Ê da. Tới luôn mấy bạn ơi. Đang máu lên rồi. Quất thêm 3 tờ nữa. Mạnh mẽ luôn. Trời khô máu luôn. Vô 13. Sao kỳ vậy ta. Chán rồi. 17. Trúng. 21. Đi bội ơi. Nè. Đi bội. 3 tờ mới. Chào đi. Thì thế loại chơi như sau nha. Cái này là bô nền nha các bạn. Thấy đây mình là trúng 100 đồng. Thấy đồng tiền là trúng symbol thôi. Này thì nhân 5, nhân 10, nhân 20, nhân 50. Đọc riết rồi mình cũng thuộc lòng luôn rồi đó nha. Dạ ngôi sao. Và trúng double 15 giải. Ok, let's go, do it. Thôi vậy cào ra ngôi sao đi. Double ngôi sao mà ra double luôn á. Số 3. 19. Số 6. Mạnh mẽ nào. Số 2. 28. 14. Dạ. 14 cơ. 17. 17. 10,000. 10,000. Trời ơi. Vô 10,000 con. Số 8. Trời ơi. Thêm số 2 nữa là té ghế liền. Vô 10 đồng có mặt luôn. 25. 10 đồng cũng cho tao trúng đó trời. Vô diamond boy. 29. 29 không có diamond boy vậy gì. 26, số 6. Nhiều nhìn được 4 triệu mua căn nhà. Ê, mà nãy giờ ba hai từ kia không có cái nào nhiều nhìn ha. Không, hơi đây không có, nó nhiều số nữa. Số 4. Số 4. Có số kỳ vậy thôi. Thì nó chỉ sản xuất trong ngày holiday thôi. Số 7. Nó không có đủ lượng, nó không đủ tiền. Cái lượng chúng người ta không đủ, đâu dám làm. 23. Vô 12, số 2. 50. Chán ghê luôn á. Mấy thằng, cái thằng đúng rồi, nó bán đen thiệt luôn, mục đích luôn á. 18 luôn rồi. Lúc nào Ấn Độ bán mà. Ấn Độ thiệt tình luôn. Giết tôi. 27, 26, 28. Đào cây. 24.
đây 28 với 27 ở đây còn cay ác kìa, ông cay cay 24. Ôi, 21 kìa. Nó bình thường, nó Ok. cũng 16. 16. Sao giờ hôm nay xui vậy ta? Ráng kéo 3 tờ liền nha, định kéo 5 tờ hay 50 hơi, hơi hơi kéo 3 tờ thôi. Đây mình. Vô đây mình nè. Mặt trăng. Đây. Định kéo đây mình rồi. Bye Vô đây mình đi. Mai nè. Rồi bye. Rồi, xong. chìa khóa. Rồi. Kéo 5 tờ 50 đồng là sáng sớm là hết nửa ngày lương rồi đó. Thấy đổ xăng thấy 20 rồi đó, xong kéo tờ giấy sơ tới 5 tờ giấy số là 50 nữa là thấy hết ngày lương rồi đó. Hôm nay em đổ 30 lần anh. Đi lên mua đông mà. 16, 29, 19, số 2, số 1, số 6, toàn là số mình thích không? Vô. 19. 18. Okay. 27. Bảo. Vô, số 9 kìa. Tôi 9 nhưng mà trên cái 19 với 29. Trời ơi. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao Đúng đi ăn là vậy? bảo nó ai dùng nhu. 23. Vô, số 4. Một anh mình nhìn. Vô nè, 500 nè, 500 nè, 500, 500 baby, 500, số 3, đồ, mấy số 1, số 2 ra 500 ta. Vô, 100 nè, vô, 22. Thì ghê hả? Bảo stop it. 11. Wow. 10 đồng mà cũng không trúng nữa. Thứ 8. Điên. Còn tờ anh cào đi. Điên. Điên. 13. Trời ơi ơi, hôm nay sao mà xấu dữ vậy ta? 24. Thứ 7. 27. Đây, để cào cho coi nè. Dạ. Bàn tay đổ bát của mình là xuất hiện. Move. Mấy cái đồ quỷ này cào ghiền thấy mẹ luôn. Vô. Vậy 27, 29, số 3, số 1, số 8, số 4, có mấy số sau đây mình trúng nha các bạn. Vô nè, 19, số 2, kỳ vậy, số 2, số 3, số 4 rồi số 2, à, số 1 này trúng rồi thấy chưa? Quiet, đoàn tay đổ bát có khác không? 17 nè, trời, 23 nè, số 3 trúng nè, thấy chưa? 12 nè, mười số 6 nè, 16 nè, 28 nè, 27 rồi, 28 nè, 500 nè, 29 nè, thấy chưa, 26 nè, cào một cái là phúc, một cái là trúng liền, số 3 nữa nè, thấy không? 25 nè, ok. Giờ mình sẽ nặng số 1. 50 con. 5 đồng. Số 3 nè. 5 đồng. 4 gì? Số 3 nữa coi. 50 con, 50, 5 đồng. 29 nè.
Thế là 5 đồng. Quầy vốn. Không dám quầy vốn đâu, lỗ 30 đồng. Cái lỗ 20, ơ được còn bô nền nữa, quên nữa. Trời ơi, trúng cái quên mấy bạn ơi. Diamond Boy. Cũng trúng rồi. Diamond Boy. Ok, nếu mấy bạn thấy hay đăng ký channel mình bên dưới nha. Thank you mấy bạn nhiều. Thank you.